shopmoviet.vn bán những con rẻ nhất Việt Nam, giảm giá cực sốc lên đến 50%, random cực kỳ hấp dẫn, đảm bảo mọi tài khoản trên shop là trắng thông tin, hoàn toàn có thể đổi mật khẩu được. Năm 2020 mấy rồi còn chơi mờ gan ga. Chắc hẳn khi biết con tướng này ở mức rank cao thủ, đồng bọn sẽ nói anh em y chang như vậy luôn. Bởi vì mờ ga đã bị Amita rồi anh em ơi. Thực sự là rất buồn đối với anh em yêu thích mờ ga. Nhưng hôm nay có một cái tin khá là vui dành cho anh em yêu thích mờ ga này. Đó chính là mở gần ga trong phiên bản tiếp theo sẽ được thay mới bằng cái nội tạng bá cháy vô cùng nha. Bá cháy như thế nào thì tẹo nữa mình sẽ nói. Còn bây giờ là ăn con tắc kè để còn tắc kè cái nào. Ở Gidu đâm sâu đấy bạn ơi, bình tĩnh nha. Thì bạn có 4 người đấy, khi mình chỉ có 3 thôi. Ô nhưng mà dừng lui nè. Ô hay. Ủa đừng không thấy được cái combo đỏ đánh ra là mình xin nhẹ combo đỏ nha. Đánh được anh em ơi, gấu đang lên rồi, rừng đang lên rồi. Thả độc, ném độc. Ồ đánh kiểu này mình thích nè, mình cứ ném độc thôi, độc cứ rút. Đấy, thế nào thì mình có lợi thế này. Mình xin lại đầu tiên. Mình xin nhẹ cái double kill. Nói chung là mình xin hết nha, lại phải xanh rồi. Hiện tại MG leo rank tốt ở mức rank thấp nhưng mà lên rank cao sẽ rất là khó chơi. Bởi vì những con tướng sốc đam hay là thậm chí những con tướng xạ thủ nó bắn quá là rát. Mà anh em không giữ vị trí một cái mà anh em lấy chiêu kém là kiểu gì cũng là phế vật. Đấy. Thành ra là mới bị mọi người mắng là năm 2020 mấy rồi còn chơi MG. Không phải là vô lý đâu anh em ơi. Không phải tự nhiên mà mắng đâu. Nó là đúng sự thật đấy, mình phải chấp nhận thôi. Anh em biết MG thì cũng phải chấp nhận. Nhưng mà sắp tới này, cái nội tại dấu ấn tà thuật của MG ấy, nó có thêm mới. Đó chính là ngoài việc đốt sát thương phép theo thời gian và cộng dồn 5 lần thì nó còn có khả năng giảm giáp phép của tướng địch cộng với giảm cái khả năng hồi phục máu của tướng địch. Giống cái nội tại điện tích của Mark này anh em ơi. Nhưng mà nó có cái thêm chính là việc giảm giáp phép tướng địch và gây sát thương phép, chính là nội tại siêu bá. Một cái nội tại mình cảm thấy là bá kiểu bá cháy. Cực kỳ khỏe nha. Và hy vọng với cái nội tại mới này MG chúng ta sẽ comeback. Còn chiêu 2 thì tăng khả năng làm chậm. À không, chiêu 1 tăng khả năng làm chậm lên 50%, hiện tại làm chậm chỉ có 30% thôi. Còn cái chiêu cuối thì vẫn giữ nguyên anh em ơi. Nói chung là với cái sự thay đổi này thì có lẽ anh em có thể là build cái kiểu đồ MG pha full phép. Và với kiểu là MG full phép thì có lẽ là độc sẽ gọi là siêu thốn nha. Bây giờ đã thốn rồi, sắp tới là giảm giáp phép này, làm chậm tốt hơn, build đồ công phép này. Hôm nay thì tất nhiên MoViet sẽ hướng dẫn anh em kiểu build đồ công phép cho MG nha. Và tiếp tục làm video clip tặng fan. Bạn Tuấn Anh với cái tên là Masa cái gì nhỉ? Không nhìn rõ anh em ơi. Nhưng mà chúc bạn Tuấn Anh luôn mạnh khỏe cùng với là công việc thuận lợi và thành công nha. Ủa combo làm gì bạn ơi? Các bạn cố gắng phải kết hợp vừa dùng chiêu thức vừa đánh thường thì mới tích được nhiều dấu ấn lên đầu tướng địch. Và kết thúc bằng cái chiêu cuối. Đó, mình xin 4-5 điểm mà chúng ta giật là hợp lý nhất nha. Hiện tại mình cứ thức đêm làm clip sẽ bị đau đầu. Thì mấy cay anh em ơi. Không hiểu tại sao bây giờ kiểu là sức khỏe đi xuống ý. Không kiểu như là khỏe như cái hồi trẻ được rồi. Đi xuống rõ rệt luôn anh em ơi.
cứ kiểu là tầm 12 giờ làm clip là thôi, đau đầu dã man luôn. Quả cờ băng xương mình xin, trời ơi. Mặc dù cái phù hiệu hồi máu siêu cấp nó rất là tiện lợi, nhưng mà anh em ơi, những trận mà team bạn có sát thủ nha, các bạn cầm cái quả cầu băng xương cho mình, các bạn sẽ có những cái pha outplay rất là tốt. Và đánh Merga thì nó cũng rất là hao mana, thì mình nghĩ là bây giờ nên xài cái phù hiệu sung túc nó hợp lý hơn là chúng ta dùng cái Thánh Châu anh em ơi. Không 40 lại bắt đầu chửi team rồi. Mình thấy là Amelie đánh tốt mà, chẳng qua là bạn ấy đen thôi chứ đỏ quên đi nha. Rồi xong Amelie lại chết rồi, lại bị ăn chửi tập lửa này. Cái thế trận này là thế trận gọi là thế trận hoàng kim, thế trận vàng của bạn Murat rồi đấy. Lại ăn chả lại có mạng này, này của gấu nhá. Thôi thôi, solo ball thế này thì team bạn đỡ làm sao được, có cho thằng người ta chơi game không bạn ơi. Cấu gì ở vừa thôi. Ôi như vậy, ôi bây giờ chạy thì quá muộn rồi. Chắc có lẽ là đang chửi nhau xóm đấy anh em ơi. Tại bạn Amelie là 050 một KDA nó đẹp quá trời, thành ra là bị đồng đội chửi rất là gắt đấy. Bọn tao hay đúng, cái này mình nói nghĩ là đúng nè. Chỉ vừa pha cướp được bùa xanh của bạn, bùa đỏ của bạn Kricknack thôi là team bạn đã lát rồi đấy. Hôm qua mình có chơi tốc chiến rồi nhưng mà hiện tại có vấn đề rất là căng thẳng anh em ơi. Đó chính là theo hợp đồng với bên Gala là mình không được làm clip về cái game tốc chiến, rất buồn. Có lẽ là cái hợp đồng này sẽ ràng buộc mình không thể là chơi game tốc chiến được với cái danh nghĩa là MOBA Việt, thì có lẽ là sắp tới mình sẽ có một cái biệt danh mới nha. Chưa nghĩ ra biệt danh gì anh em ơi. Mình định tính là lấy lại cái tên là Mobile Gaming ngày xưa ấy, cái kênh đầu tiên mình làm về YouTube. Ở kênh đầu tiên trên YouTube của Mô Việt là Mobile Gaming, sau đó là Mobile Việt. Kênh Mobile Gaming thì nó tự nhiên nó bị kiểu kiểu là nó chết kênh do hồi đó là mình mới tập làm YouTube mà. Đấy, không hiểu tại sao lăn đùng ra chết. Làm được gần 1 tháng trời, công sức bao ra mà tự nhiên lăn đùng ra chết, hồi đó tiếc dã man luôn. Sau đó mình làm lại cái kênh Mobile Việt này. Đấy, bây giờ thì sau rất nhiều ngày cày đêm, cày sáng, cày trưa, cày mọi lúc thì kênh nó lên được cái mức như thế này rồi. Ngoài việc là chăm chỉ, cần cù bù siêng năng thì cũng cần có đó là nó bị ăn chửi rất là nhiều. Đấy. À, đúng là để làm cái gì đó thì chúng ta cũng phải vượt qua bao nhiêu là cái vất vả. Vạn sự khởi đầu nan anh em ơi. Nhưng mà Gia Lan không được làm nha thì chúng ta mới có thành công được. Rồi, mùi giòn sấy ghê phết đấy, nhưng mà có lẽ thì thôi gãy rồi. Ok, kéo thêm chắc được bạn Ali anh em ơi. Đó, thôi không nhây nha, cũng muộn rồi và mình có lẽ là làm clip này xong thì để nó úp lúc 6 giờ sáng, mà mình làm lúc đêm khuya anh em ơi. Tầm 12 giờ đêm mình làm clip này, 6 giờ sáng úp lên cho anh em. Sắp tới nên cua bài cũng thay đổi rất nhiều con tướng nha, đặc biệt những con tướng hot thì sẽ bị giảm đi, giống kiểu là Omen sẽ bị giảm sức mạnh, rồi Widow bị giảm sức mạnh đấy, ba cháy thì sẽ bị giảm sức mạnh, còn yếu thì sẽ được nâng lên đấy. Đấy là cơ chế cân bằng tướng của chị gà rán nha, nhưng mà nhiều con thì vẫn bị giảm đấy.
Ví dụ chị nắc cà rốt, à không, anh nắc cà rốt nhà của chúng ta là sẽ bị giảm sức mạnh em ơi. Hy vọng điều này không là thật. Bởi nếu nắc cà rốt bị giảm sức mạnh, mình nghĩ là những anh em chơi nắc cà rốt mà chưa được bet ấy sẽ phế vật vô cùng luôn. Bây giờ mà cái tỷ lệ mình thấy anh em chơi nắc cà rốt phế đã nhiều rồi, thế còn giảm nữa thì không biết là phế như thế nào. Ôn Nguyên tao ngủ ok ok, mình cũng buồn ngủ quá trời luôn này. Nói không ra hơi luôn rồi. Nhảy đi bà ơi. Ok. Được chưa, một chúng ta dùng hack não nha. Ở cái phong cách build đồ của ngày hôm nay, môn Việt chơi mới Nga ấy, đó là mình chơi full phép hai đồ semi, đó là chính là cái trước băng và cái mặt nạ Berit. Còn đâu khung tung phép nha, chơi khô máu luôn, không phải thủ làm gì anh em ơi. Đó, giật quả nào là khốn quả đấy. Ok, và video clip của mình có lẽ đến đây là hết rồi. Lavin bỏ chạy, click nắc không thèm chơi nữa, nói chung là đã đầu hàng rồi. Cảm ơn anh em đã dành thời gian quý báu ủng hộ Mô Việt và hẹn các bạn trong clip tiếp theo. Bye bye. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.